Hello các bạn, lại là Phúc đây. Lâu lâu thì Phúc có thằng em nhân viên rủ lên Tân Phú ăn BBQ đồ nướng rồi ngay cái quán ngon rẻ đúng gu Phúc luôn. Cho nên sẵn review cho các bạn xem nè. Menu tự chọn hơn 20 món nướng được ướp gia vị rất là ngon, khoái khoái chạy nước miếng nhất là nước ngọt miễn phí toàn tập luôn nha. Quán thì cực dễ tìm luôn nha. Từ đường Lê Trọng Tấn đến nhà ba Tây Thạnh, quẹo phải chừng 20m thì các bạn nhìn bên tay trái sẽ thấy quán liền hà. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi ăn đồ nướng ở quán BBQ Anh Mập nằm tại số 302 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Quán sẽ mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến nửa đêm mỗi ngày. Menu tự chọn được lên món liên tục luôn nha Cái món ở đây trung bình chỉ có 20 ngàn đồng một que mà thôi Riêng tôm là 13 ngàn đồng một con Xúc xích hay hồ lô là 15 ngàn Bạch tuột giá từ 80 ngàn cho đến 120 ngàn một con Rau mực giá từ 60 cho đến 80 ngàn một phần Bò ba chỉ từ 60 cho đến 80 ngàn đồng một miếng nha Ba chỉ heo giá từ 30 ngàn cho đến 40 ngàn đồng một phần Mỗi lần order xong sẽ có nhân viên tính tiền trước khi mang về bạn nha Một cái điều mà Phúc khá là thích ở đây là nướng trên mâm có lỗ chảy bơ và mỡ thừa Quán sẽ thay mâm liên tục luôn cho nên Phú cảm thấy thịt nướng khá là sạch sẽ Quán sẽ có mấy loại rau và dưa ăn kèm miễn phí mà ngon lắm luôn á quán có hai loại nước chấm đang thịt nướng và muối ớt xanh các món nướng ở đây được nêm nếm ngon lắm cho nên bà vợ tôi và bộ của thằng em tiện tay gọi đã cái nư luôn tại món nào cũng ngon hết trơn á phúc thích nhất mấy cái món xiên que bạch tuộc và thịt bò tươi ngon thấm gia vị bên cạnh đó các bạn còn có thể gọi thêm lẩu hai ngăn cũng có luôn nha phút sau thì tụi mình gọi thêm một cái chén nước sốt trứng muối đặt giữa cái mâm nướng tới đâu chấm tới đó mà tụi tự trách là tại sao mà gọi trễ như vậy ta nói nước sốt trứng muối ngon dữ thần luôn quán thì rộng rãi thoáng mái cho nên ăn đồ nướng ở đây đúng đã luôn á nếu như các bạn thích cái review này thì đừng quên ủng hộ một phút nha để có thể khám phá thêm nhiều địa điểm ăn uống ngon rẻ bình dân ở sài gòn nha hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai